Mới đây, trả lời phóng viên khi được hỏi về luật an toàn giao thông hàng hải sửa đổi của Trung Quốc, Phó Đô đốc McAllister của Tuần Duyên Mỹ nói rằng, nếu những gì chúng tôi đọc là chính xác, đây là điều rất đáng lo ngại. Luật này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 yêu cầu tàu nước ngoài báo cáo một loạt thông tin nếu đi vào vùng lãnh hải Trung Quốc. Ngoài các tàu dân sự, quy định cũng áp đặt với các tàu nước ngoài bị xác định đe dọa an toàn giao thông hàng hải Trung Quốc. Theo các chuyên gia, sự mập mờ về câu chữ này cho phép Bắc Kinh diễn giải mọi trường hợp có lợi cho họ và không loại trừ các quy định này áp đặt lên cả các tàu quân sự, cụ thể là tàu chiến Mỹ. Vị chỉ huy Tuần Duyên Mỹ tại Tây Thái Bình Dương nhấn mạnh trong cuộc họp báo qua điện thoại sáng mùng 3 tháng 9 rằng, việc yêu cầu các tàu thực hiện quyền qua lại vô hại phải báo cáo thông tin như Trung Quốc đưa ra là đi ngược lại các thỏa thuận và nguyên tắc quốc tế. Ông McAllister nêu quan ngại, những quy định này sẽ là nền tảng cho sự bất ổn và các cuộc xung đột tiềm tàng trên Biển Đông nếu Trung Quốc thực thi chúng. Theo Phó Đô đốc Mỹ, Biển Đông được ví như siêu xa lộ hàng hải với các hoạt động giao thương hàng hóa tấp nập. Do đó, hợp tác giữa các lực lượng tuần duyên trong khu vực là rất quan trọng để xây dựng sự quản trị hàng hải tốt. Tuy nhiên, theo ông McAllister, các đối tác hàng hải của Mỹ ven Biển Đông đang ngày càng lo ngại về các hành động hung hăng của Trung Quốc và sợ rằng không có đủ năng lực để đối phó với các hành vi đó. Ông McAllister cam kết sẽ hợp tác với các đối tác trong khu vực. Trong cuộc họp báo sáng mùng 3 tháng 9, Phó Đô đốc McAllister tuyên bố các cam kết của Mỹ tại khu vực này đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết, khẳng định Washington đã có vai trò quan trọng tại đây trong hơn 150 năm qua.